cái ghế ghế đây gì rồi giờ tôi bấm xong anh phải dỡ cái chân cao lên nha, rồi đưa ta đi chân chân này chân kia xin chờ chút. Rồi dỡ cái chân cao lên nữa, chưa được, dỡ cao nữa, rồi cao nữa, đó, rồi bước tới, rồi chắc lấy ghế lại trước đây cái, chân, anh ngồi đây, tôi bấm hai chân anh kia, ngồi đây, cái kéo ghế đây gì? Rồi giờ tôi bấm xong anh phải dỡ cái chân cao lên nha, rồi đưa ta đi chân chân này chân kia xin chờ chút. Có đau không? Dạ đau. Đau hả? À, chịu nha. Dạ. Ủa còn ông nói sao giọng ngọng vậy? Về tàu. Không, giọng ngọng chứ phải tàu. Ngọng mà. Ông bị ổng xin ngọng chứ phải tàu. Dạ. Kêu ông mai. Chị được không thầy? Thầy chị được không? Được chứ. Kêu lại đi. Đi mai bấm. Kêu ông lại đi. Tao đi mai rồi. Mai. Mai anh tới rồi. Anh tới được rồi. Chị cái bệnh. Lấy lửa trà muối không? Mai cũng 9 giờ đi. 9 giờ. Rồi, bây giờ anh đi sơn lại đằng trước đi. Anh đi qua nha, anh dỡ chân cao lên chứ không có vậy nữa nha. Rồi quay lại. Rồi dỡ cao chân lên. Đó, ta mạnh lên. Đó, đúng rồi. Ồ, hay rồi. Rồi. Đó, vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, lên nằm lên đây. Rồi, nằm xuống. Rồi. Ông gì tới đây? Ông dỡ sơ đi sơn rồi. Không. Đây. Ông qua đây nè. Đi gần nghe không? Đi gần nha. Lần xuống, lần như này. Thấy gần tiếng không? Bật đi. Đó. 15 cái. Nghe không? Thì khi mà bị liệt cái gân nó cứng, mà gân nó bị mềm. Vì gân nó bật lên nó mềm cái là cái chân nó không có. Rồi bây giờ ép chân đi. Ép chân bên đây thôi. Đi cho bệnh. Ép chân bên đây thôi. Ép chân bệnh. Rồi ép chân á. Anh ta dám từng ôm chân nha. Cái nói không? Một cái chân để xuống bên đây. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Để ra chứ. Hớp vô. Anh
hay gì tại mình mỗi lần anh đẩy vô là vậy á, là anh cứ lúc mà em chân phải kéo tự mình kéo vô thêm. Thở ra, thở thở ra. Thôi chịu khó em chưa? Bia một thân mình tự 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 chịu đi, cứ tự chịu khó. Thở ra, thở ra. Đang làm kiếm thêm bà nữa khỏe đi. Hết chưa? Hỏi ra. Mười cái chưa? Được rồi. Rồi nằm sắp. Nằm sắp. Tóc mồ hôi không? Tóc mồ hôi luôn. Không, cái tay đi phải qua luôn. Rồi cái dương bên đây phải không? Đây. Này nhìn nè. 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 Đây là gân nè. Bà kia nè. Đó. Đau không? Có gì đâu. Đau đau tóc mồ. Không, cái phần này như không có đau, nãy chị kia vậy không đau. Đau chứ không. Cái gân nó bị bà cứng. Anh bây giờ nó bị chồm đá ở gan rồi chồm ngay luôn cái bên háng luôn. Cái chỗ mà bà gân cứng á thì cái bà kia cũng vậy. Chồm nóng chồm đã nóng rồi thầy. Chồm nóng. Rồi mười cái thôi. Rồi, cây đâu? Thầy quay này em quay kia thầy bên liền. Rồi, đi cây. Nước nóng hả? Đây, nước nóng có sao? Nóng thật đây luôn. Rồi cái này là quan trọng là cái quay cái này cho nó mềm. Mềm ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lâu quá nó cứ ngắt nè. Cứng, 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 cứng. Rồi, quay bên kia. Đó, này thôi. Quay tiếp bên kia. À, đầu tiên là vỗ, là cái gót đó, vỗ mông được, đụng tới mông thuận. Bao giờ bao giờ chữa bệnh ở cái chân không ở cái bên bị bệnh bao giờ sau mà cái bên không luôn cả luôn luôn là vậy. Không, thầy muốn giảng cho mình là cách làm như thế nào. Nãy em làm như thế nào? Thứ sáu. Anh để lóc cho anh nhìn cái rồng. Chỉ có con thôi chứ ngoài ai thì mình thấy đầy cái chân không bệnh chứ. Bao giờ trong tất cả các phương pháp chữa bệnh của cái phần mình bao giờ cái hôm đó thì cái bao giờ cái chỗ bên bên cái chân bị không bệnh mình làm chứ cái bệnh về sau bởi cái bệnh người ta làm mình làm ngay sẽ đau mình sẽ cái khỏe trước cái này khỏe sư cha có khỏe không anh còn rồi rồi mọi người tránh ra đi chưa dùng ta đang rửa bình thì gọi cứu cổ trông cứng ngắc vậy à nó cứng ngắc à, không biết cái gồng không có chân cứng là cái chân không bị. Tại vì cái này cũng rất là có trí, có những
Bởi vì anh ấy biết thầy dạy, biết anh ấy chịu được. Như cái chị kia nó cũng phải làm mạng lắm. Đông tại vì chị kia đã cứng. Vì hai năm anh này anh cũng làm được. Nhưng mà làm thôi. Thôi. Không không. Đi ra em hai chân. Quay quay lại. Rồi đứng dậy. Rồi, rồi mọi người tránh ra. Tránh ra cho ông nghe chạy. Rồi đứng dậy. Sơn qua kia. Chạy qua kia. Từ từ hít thở đều. Sâu vô. Sâu vô. Rồi đi vô. Bây giờ đi chân dở cao lên đi nha. Rồi ok một. Đó, đây bên đây ngon quá. Rồi, hay quá. Rồi, dở cao rồi đó. Rồi, rồi vòng đây, vòng qua đây. Vòng qua đây. Nhớ dở chân đừng có thả chân. Đó, đó, đang thả rồi đó. Được không? Dở lên. Hai. Bây giờ dở chân cao lên rồi. Rồi tới tới lên lên tới đây chứa mẫu tôi gì rồi đứng bên đó đi rồi chạy đi chạy 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 rồi rồi bây giờ dỡ tay lên rồi sao bây giờ ngon rồi không tới dỡ này dỡ ngon rồi không rồi phát biểu đi định hình sao lại gần nha. Lúc đầu sao? Lúc đầu tôi dở ra đâu được tới đây à? À. Giờ dở tới đây rồi. Còn cái chân thì sao? Chân sao rồi? Chân đi đâu được, dở đâu không được đâu. À, bây giờ chạy được rồi phải không? Giờ chạy được rồi. Bây giờ dở cao lên được không? À, đó. Cảm ơn thầy quá nhiều. Rồi. Rồi. Không biết nói, chỉ nói là cảm ơn. Không biết nói gì phải không? Vậy là mừng rồi phải không? Dạ. Đây, cho mình với bác Tư, nãy bác Tư sửa tay cho đó. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.